lý tưởng Ngân ơi. Cái này chắc qua mùa gió chắc còn 4 cái cây không, không còn cái máy quá. Nước lớn ngập lên tới đó luôn kìa. Đâu nhầm gì em ơi. Thôi chị mới đã chứ. Bông bằng nở. Ủa đẹp đẹp quá Cần ơi. Quá đẹp rồi Cần ơi. Trời ơi 1 tỷ mấy của tôi. Trời. Biệt thự trên sông của anh Cần. Hello, Cần xin chào cả nhà gia đình yêu nha. Hay tin Út Hiểu xuống cái vợ gần mới cắt một mái nhà tranh hai quả tim vàng kìa nhưng mà chưa dừng dắt. Nè cần giúp đi đặt lập lũi nha, kiếm cá hay là cá này cái kia hay là kiếm tôm hay tép gì đó, mình có gì dùng nấy. Thôi giờ mình chuẩn bị đi đặt lập lũi. Rồi nước vậy rồi sao nấu cần? Hả? Cái đó ngồi nó nước nó rút xuống mà được quá trời nó ngập rồi xong ngồi mình lót dán lên đó mình ngồi trên đó nó mà chưa lập lá. Chưa có dách ha? Chưa. Mưa dột không? Đâu không dột, lập lá mà đâu dột. Mới cắt đó 1 tỷ mấy đó. Trời ơi trời. Cái này giống mùa nước lũ thiệt rồi. Này lũ mà, bữa nay nước lũ lụt, lũ lớn, lũ mạnh mà. Mưa đúng rồi. Mà. Cái nước lớn lên tới cái gốc cây bự kìa. Cái đó mà nước lên tới đó là ngập cái sàn luôn rồi. Ngập cái sàn nước lũ mà. Cái đợt bằng còn có xíu nữa là ngập tới rồi. Mùa này là mùa nước lũ. Có khi nào nước lũ ngập trôi cái chòi của anh không? Dễ gì trời. Trời ơi, chòi anh làm công phu lắm, nước dằn. Ôi, có chừng mấy chùi hoa mừng kìa. Rồi vậy đâu có dán gì đâu ngồi gần. Có không đã? Có hả? Lục bình nó tắt vô tùm lum hết trơn. Nước lớn chắc nó mất tiêu lắm quá. Trên đây nhìn Quang Nhu, nhìn yên tĩnh quá ha. Ừ. Chờ anh mới cắt đó. Anh chừng nữa, em có ý này là chừng nào mà mấy cái bằng mà chín đó mà khoan đựng để chín, anh thấy nó dài dài, anh cuột cái bọc vô á, nó gớt vô cái bọc lên á, anh có thể lấy được. Chanh hay quả tim vàng hả? Một túp liều chanh hay quả tim vàng cả nhà ơi. Nhưng mà chưa có dắt. Lót xong rồi cả nhà, giờ mình qua mình review cái túp liều chanh của ông Cần cho các bạn xem ha. Rồi sao qua ta? Bước qua lại đi, bước qua đây nè. Nhảy qua hả? Cần hai cái bằng cho nó chín trên rồi. Đâu bự chà bá luôn đó. Ừ, cái đó gần già đó. Anh vậy anh giống như hiệu nãy nói á. Lấy cái bọc cuột lại đi. Cột lại đi để nó gục cuột. Rồi. Quá lý tưởng luôn rồi. Wow. Này nước ngập lên tới đây nè, nó ngập cao lắm. Qua luôn chứ. Nó ngập lên tới cho bằng đó. Nước mưa mùa lũ mà nó ngập dữ lắm. Còn mấy mùa sau nó rút xuống. Chưa chín. Hồi nãy lũ vô là em thấy cái bằng rồi nhưng mà em chưa có kịp chỉ nữa là nó cũng tổng có tiêu rồi. Ê cái này của ai á Cần? Hả? Cái này của ai? Cái này của anh hai mà mấy anh bữa tôi ra tôi làm đó. Làm phụ anh hai á cả. Không có ở. Thì tự nhiên đặt cái đó yếu nè. Thì da. Cái luôn. Mát ghê luôn. Lý tưởng hả cô? Đúng rồi. Thôi về quê. Có cá ăn cá, có mắm ăn mắm mới được. Để cái bếp ở đây là mình nướng rồi mình giăng võng rồi mình đợi nước lên thôi hả? Đợi nước lên săn quần lội tấm. Trôi dạt hết quá. Không cái này nước lên chắc nó ngập qua cái này rồi. Qua luôn á hả? Út cho chị qua cái út. Trời. Cao chứ hả? Em lên trên đọt cây á vậy. Đâu cao đâu. Ôi, bên kia thấp xuống rồi, đầu cao đầu thấp không, rồi. Không, cãi nằm đại đi, anh nằm đầu cái đầu kia. Rồi. Cái uống mấy ký nhậm gì không biết. Ghê quá. Nằm đại đi, đâu có đứt đâu sợ. Giăng cái giọng giống cái dấu sắt quá à. Đâu có đứt đâu sợ. Chuối. Trời ơi, cái cây bên đây em đâu có sợ nó ấy đâu. Sao đứt giọng nằm. Ơi. Ở đây câu tôm lên ở đây cái làm cái bếp than này nướng luôn ha. Đây dục xuống đây câu luôn hả? Ừ. Ngay góc bằng nè. Dục đây câu luôn à, rồi nướng đây luôn. Mát quá.
Để làm thêm hai miếng dạt này nữa là nó ngon luôn. Không cần đâu ha, đủ rồi. Đây có 4 người mà. Mày thấy cái này chắc mà. Thì chắc, cây bành bành không à. Đóng đinh vô cây nữa mà không chắc thì thôi luôn. Đóng đinh tắt máy 2 tắt không á. Trời, anh ngồi trên đây nhìn xuống thấy sóng nó lắc lắc, cái đầu nó cũng lắc lắc theo luôn. Cái phía ngoài kia kìa, nó dảnh lên, nó trơn luôn ngoài kia. Anh cầm đâu phía ngoài tuốt ngoài đó đó. Ừ, lát anh không. Chính hả? Em thấy giống như bằng chính, nó dảnh lên. Anh nói chính là dảnh hết không? Ừ, chính là mấy cái cuốn nó dảnh ngược lại phải không? Đó đó, hơi gục mất tiêu nè. Ê, nghe mùi, mùi này mùi chạm lộn lộn. Mùi chán cho bằng vậy đó. Cái lỗ mũi về đây. Cái này mình đặt nồi ốc ma ha. Ừ, đặt lập lũi nồi ốc ma nè. Cái này người ta, cả nhà biết sao kêu lập lũi không? Lũi đâu mình đặt đó, đặt trong đám lục bình, cá, tôm, đủ thứ hết trơn á. Nghe thiếu thiếu ta. À, lập lũi mà. Cái này mình không cần mình lặn xuống dưới sông nha, mình chỉ treo dây thôi. Lập lũi này nhà cần làm, ba cần với mẹ cần làm, với cần cũng làm đó. Anh có hơi, đủ hơi hết. Lợp này chắc làm kỳ công lắm. Ờ, công u lắm em ơi. Làm đương hôm rồi đương mấy cái này nữa nhiều lắm. Em thấy có trong đó có mấy cái miếng dừa chi vậy anh? Cái dừa này mình để có tôm có, rồi ốc có, đủ thứ hết trơn á. À. Nhiều lắm. Đó phải mì hay gì vậy? Không, cái này dừa. Dừa hả? Ừ. Anh như thấy cái củ trắng trắng. Là... mình đặt đâu vô đám lục bình này đặt hay sao? Ừ, trong đám lục bình này này, tôm tép cá nhóc trên trong. Lợp này chắc chỉ đặt cá bự thôi. Cá bự rồi tôm cũng vô nè em, tôm con dừa dừa cũng vô. Có vô có, nó đủ là đủ thứ, đủ cỡ hết. Ốc ma. Ốc ma này đặt ngại lắm. Là có cá lau kiến, cái này dính lau kiến rồi. Cá chạch u tùm lum hết trơn cá. Tàu ngầm. Tàu ngầm. Ôi con nó ăn kỳ quá ha. Tàu ngầm luộc sả ngon lắm. Ngon. Bữa mà. Mình có chiếc ghe rồi, giờ mình có thêm cái chòi nữa là ngon lành rồi các bạn ơi. Cái chòi mình ngoài đó đó. Mình không dám làm vách đâu, làm vách thì đây xong cái nó sóng gió nó ấy vô cái là bay luôn. Vách chòi mất tiêu. Cái vách là không được đâu, không cần. Cái vách là... chịu không nổi đâu. Được không được, gió nó tốc mái dưới phần nước. Đúng rồi. Ngập dữ lắm. Cái vách thì gió nó thổi cái nó bung luôn à. Dưới phần nước nó ngập. Mình làm cái sàn ở dưới với cái mái trên được. Này nữa mình treo dây. À. Mình treo dây lên mình buộc vô trong cây á. Cái này nước á, nước cá chạy nó chạy dữ vậy. Mấy cái? Cái này 10 cái không? 5 6 cái. 5 cái. 5 cái. 5 cái này. Ủa mình cuột vô đâu anh? Buộc vô cây ha, buộc vô lục bình ha, buộc vô cái phao á mình làm dấu. À. Đang nữa mình dở, mình dễ kiếm. Đi buộc đi, đi buộc rồi ra văng giống ngoài đây nằm tới chiều rồi mình đi dở. Ờ tới chiều mới dở được, có khoảng nước ròng. Nước ròng á. Nước này nước đang đậm hay là ừ. Đang lớn? Nước này nó đang lớn cái này. Nguyên cái mảng lục bình. Nước này. Trời bá luôn. Nước này nó lớn dữ lắm. Nước này nó một lớn. Cái lợp này mình đặt mấy con ốc anh? Hai con được rồi. Tại vì ốc ma này cái hơi nó nhiều lắm. Ờ. Nước tanh nữa. Ừ, cá. Ốc ma này thường ta còn gọi hình như là ốc sên, ốc gì nữa phải không anh? Ốc hương, ốc sên gì. Anh nhìn cũng biết nó đó. Giống giống con ốc hương á, ốc hương biển ha. Tại ở xứ anh toàn là kêu ốc ma không à. Ừ. Nó này nó bò đủ thứ, bò lên tới nóc nhà, tới biệt thự nó cũng bò được nữa. Thiệt mà. Ừ, nó bò đủ chỗ trăng á. Mình ngồi trên đây đặt luôn vẫn được. Ê mẹ ốc nữa vô mấy cái đám bần đó đó. Đám bần nó đặt là tôm cá dữ vậy. Ờ. Này không có đem mần câu hả cần? Có đem ba cần ngang lát nữa mình để xíu mình đặt đem câu tiếp. Câu tôm. Qua câu dính lên con làm gì vậy đó. Lần đầu tiên tự mình dở cái con tôm lên thấy cảm giác ôi thì ta đã quá đi. Nó liệt xuống đã đúng không? Không mà cái kiểu như cái con tôm của mình tự tay mình câu dính mình tự bắt lên á đã kiểu như thích lắm luôn. Ừ, nó ghiền dữ lắm. Ăn là ghiền nó ghiền chứ. Giờ mình lủi vô đâu là mình đặt ở đó đó phải không? Ừ.
lủi vô đâu thì đặt đó thôi. Rồi quá mát rồi. Đặt lại rồi móc cái vậy ha. Giống như gì ta văn câu phao á. Không phải văn câu khác, cái này lợp khác. Không thì cái kiểu mà buộc vô kia nè. Con lợp nó chìm xuống rồi là ok. Lợp này sắt không mà nó chìm xuống. Như trên đó vườn chanh á. Anh ơi, về mở luôn với anh vui không? Vui không vui, mừng muốn chết. Mừng hơn má đi chợ gì. Sao anh cần thấy gì ngộ quá vậy? Thiệt mà đó nhỏ mỗi lần thấy má đi chợ về mừng dữ dằn hả cần. Trời em kêu em chạy em về đây là có bánh xe hết. Cái này đặt đây hồi tôm ăn xỉu luôn á. Chỉ có gì bên trong mình đi theo nước. Tại vì trong mấy góc bằng này tôm nè. Mà khán giả nói là em về là tôm cá về thấy không à. Chắc vậy vậy á. Chứ em đi là rồi. Cái hai cái rồi. Xuống dưới kia nữa. Cái gì đặt nữa. Hồi nãy tôi thấy bìm bịp đây bự quá. Ở đây quang vu lắm. Yêu không nói rè một câu. Mấy đây em thấy đau rồi. Bìm bịp ăn cũng được mà thấy tội nghiệp quá. Đâu được. Ăn không, nhìn nó dễ thương quá. Cái lội của nó. Cái con nó hình như cái đuôi nó màu nâu nâu. Ủa màu đen đen. Cam, màu cam cam á. Nãy thấy nó bay nè. Trời ơi, rồi khoảng mấy giờ dở? Khoảng nước giật, giật thì giật, chút nữa mình dở. Giờ mình về đây đi rồi, nấu trà đủ, hát nhạc hồi vậy đó. Không hồi thì chịu chịu, khoảng cái này đặt cái này á là, cái này cần đặt nước lớn nè, khoảng nước gồng xuống, giật xuống, cần mới dở được. Có mấy con cá chứ, mà mình nhiều khi ở gần thì đặt bỏ 2-3 ngày được, còn cái này mình đi này đặt mình dở, có khoảng 4-5 tiếng là mình dở rồi. Rồi thôi vậy lên. Sen để 2-3 ngày mà còn tươi xanh. Rồi sen nó tươi mà. Bán mấy ngày vẫn được mà. Làm gì ngoài đó cô? Em lượm mấy cái bằng chín trên nóc nhà nè, nó rụng trên nóc nhà nè. Ủa nó thúi rồi nó mới ấy đó chứ làm gì chín. Chín mà. Chín không? Nó chín nó rụng lên nó thơm lắm á. Bị sâu rồi. Đâu đâu? Thơm quá à. Khó kiếm lắm á. Nóc nhà nè, nhấp hết trơn. Rụng có mấy trái à. Bình thường là nó rụng mới xong rồi. Bữa nay tại có cái máy này nên là nó rụng. Cái máy này hứng bận lên. Ơi bông bận cũng nhóc nè. Ơi có trái bận đây nó muốn thúi luôn rồi nè. Hello chị tên. Mấy trái rồi Út? Có hai trái à. Trái kia nãy nó mới rụng cái đập cái bụng xong nữa. Nó phải nó gụng lên nóc ghe mình ha. Im luôn. Im làm, im luôn. Nè, trời ơi, ba trái. Được ba trái, lát nữa mình làm được. Có cá mình ăn luôn. Ồ, bông bằng đẹp quá. Bằng đẹp. Bông bằng đụng trắng ngoài sông. Ủa, người tính làm gì á? Hả? Treo lên hả? Ờ, mình treo lên, nó đẹp. Nè, tặng cho em luôn. Ủa, bông bằng đẹp quá anh ha. Nó nở hết trơn rồi, đẹp nở rồi. Rồi cho mấy trái bằng chín này coi nè, cái bằng này là chưa nở nè, cái bông này là chưa nở. Bữa em thấy anh cần thấy cái bông này là để trồng gỏi phải không anh? Ừ, cái bông búp này nè, ngon lắm, ngọt dữ dằn. Ăn nó ngon dữ lắm. Trộn với lục bình phải không anh? Ừ. Chút nữa mình đi dở, dở ấy mới được. Chút nữa mình đi dở lập lũ được nước, gồng rồi giật quá trời giật nè cả nhà thấy không? Giật xuống đây hết ừ. Miếng. Hồi sáng nó đầy lên. Xếp tôi chứ đậy. Sáng nó đầy lên tới đây giờ nó giật xuống rồi.
Rồi cả nhà ơi, giờ cần đi dở lập lũi nha. Nước giật dữ lắm rồi, gồng rồi. Nãy giờ cũng 4-5 tiếng hồ đó. Nước này dở coi có cá không? Có cá thì mình ăn cá, còn không có cá thì nữa hôm nay mình ăn con cua quẹt. Út em ở nhà chừng nhà nha. Ngủ đi. Út nhờ mệt cả nhà ơi, để cho Út ngủ đi. Cần đi dở. Rồi giờ mình đi dở đi. Nãy không biết có cá không đây nữa. Không có rồi, nhịn đói luôn. Ngủ đi. Út mệt cả nhà ơi. Nay Út làm như VC rồi. Mới đi đường xa quá thì giờ cần đi dở trong kia, nhỡ dài, dài gì nha. Cái trời đó mà tối của Út bằng áo trắng, các bạn có cầm cái nón lá của Út quắt xà lan chắc xỉu hết trơn. Này để tới thêm một tiếng nữa chắc khỏi vô, lục bình nó tấp vô vậy rồi. Ít ít gì đỡ. Xiết xiết lẹ chút nữa tấp vô nữa là khỏi ra cần rồi. Chất lớt hả? Chất lớt cả nhà ơi. Trắng phơi luôn. Có tép ăn vừa. Dở mấy cái kia. Cái này có thể có cá dồ vô không ta? Có. Thì phải bước. Có cá này cá kia vô. Cá gô cũng vô nữa mà cá lóc cũng vô. Đặt này nhiều loại cá mà, loại tôm mà. Quá trời lục bình, nước rồng lục bình lắm. Gió nó tấp vô đây. Đen cá. Này không có luôn nha. Tắt rồi. Cái không có. Rồi. Không có ăn gì. Chắc lấy lục bình xào tỏi ăn. Ăn lục bình luôn quá. Quên sáng có cái chài hết ta. Chài. Chài mình mé mé thôi, cặp sông nhỏ mình chài. Hả? Mang cơm. Ba con nè. Ba tôm hả? À, được ba con. Tôm nhỏ. Nhỏ. Để cần bắt ra mới được. Thôi để luôn đi cần ơi, chút tôi tính. Mấy gì về bắt mới được. Về bắt đi. Dở mấy kia để ngồi lục bình lắm. Lục bình khỏi ra luôn á. Mấy con tôm à. Tôm này nhỏ. Trời ơi, hai con tôm nữa. Hai con nữa cả nhà ơi. Nè, nó ăn hết trơn mồi luôn. Hai con, hai con với ba con nữa. Năm con tôm. Năm con rồi. Dở thêm cái nữa. Một cái nữa không biết dở nằm ở nào. Lục bình vậy nè, tấp tấp thêm bụi nữa là rồi. Thổi ra luôn. Ủa rồi cái kia nằm đâu? Tôm nó muốn tập. Tôm ra để ngồi lục bình tấp. Nhỏ quá thì nhỏ.
lầu kiến với à lầu kiến chứ hai cá lầu kiến với ba con tôm với con có hai con tôm với con cá gô ăn vừa hết trơn rồi đó bánh chảnh trơn rồi đó cá gô cá gô lầu kiến ở trong đó làm như cạn quá nó ít chắc gì quá bây giờ mình lên hết rồi anh ơi về hả dạ có rồi chiều không anh mấy con hả tàu ngầm tàu ngầm ở dưới tôm với được con cá gô nè cá gô hả ở cái gô mề bự à tôm mà nhảy cái này được ban tôm tại nãy càng đặt nó hơi sâu vô trong quá nó không ngon bằng ủa nó vô trong bờ cạn quá sâu vô đặt mấy ngoài ừ chừng đứt tay nha mấy ngoài mới được không hồi nãy mình thấy trong đó nước lớn mình nghĩ là nó đâu có đến nổi gì ha anh ha ừ. Ai ngờ nước gồng nó giật xuống quá tèn nước gồng nó giật xuống lắm hai con tôm này con tôm càng ho nè là sao càng... lại gọi càng ho gì anh nó một cái mình nhỏ cái càng bự à người ta gọi càng ho đấy à. Kẹp lại nè quá trời nè anh thấy không cái mình nhỏ xíu mà càng bự nè gọi càng ho đó thấy rớt có tôm quá anh có có tôm với tàu ngầm cũng lắm chứ á ôi ba tôm ấy da út hiểu xuống anh hình như là tôm nó theo đi xuống anh à, tôm cá làm như nó gì hay sao trời ơi tôm nữa tàu ngầm nữa chừng đứt tay nha út thì sợ em rút rút đi gáp rút gáp được rút vô được mà rút không được được rút cái đó 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 ơi gãy chừng gãy gãy không gãy không sợ đứt tay chứ gãy gì được. Để anh mắc cho cá gô kìa ừ con có cá gô nè bắt tôm trước đi này chắc kho kho tàu luôn quá nướng chút nướng đã nướng hả ừ mà cái bà này tàu ngầm này vô là banh lợ hết trơn lưới cũng banh mà lợp lợ gì cũng banh ăn không hả thả bà quậy lắm chút nướng luôn hả ừ. Mà tàu ngầm đó bà bự quá ha ừ có đâu phải có xả ha ừ. Có xả không không nướng muối ớt hả nướng muối ớt đây nướng nguyên vỏ thấy cũng ngon ha ừ. Trời ơi cái bà cá gô này bà lọc hoài chút nữa mình đâm ớt đi nhé út tại giờ thì là tiếp ngày năm nhóm thang nướng mấy đây gió mà trong cái lớn mà cái lớn mà. Ủa nó mèo quá là rớt cái lò không đâu rớt chắc lắm để cắn lên rồi đâu rớt cái này cái ngói mình phải không còn không ta không cái ngói mình bỏ mốt đem cái ngói để mình có nướng nướng ngói mình nướng nó có cá bự nướng ngon, cá bự nướng ngon. Ừ, giống như cá gì đó, cá lăng hở mình nướng á, nướng gói á. Lăng nướng gói. Em ngồi đây mà, chắc là em mới chịu mình thả tiền mà nha. Cái bên rồi cũng nhảy mũi ra. Này đặt tôm thắt cả nhà, cá tôm thắt, cái mấy con tàu ngầm với được con cá gô mè với được mấy con tôm. Nãy cần vô trong mé, sát mé quá đặt nó không có. Tôm gì? Tôm nào? Tôm này nó tôm còn nhỏ, còn bự. Cái này cũng là trứng thành. Nè, tôm càng ho nè. Tôm ngầm. Là tôm ngầm truyền thống rồi. Cái gì?
lót đi. Không phải hai đứa mình làm mấy trước mấy ly đi rồi đợi để tôm cá, chín cả nhà. Cá tôm chín đi. Không hiểu rủ cần chiều liền hà làm liền, góp đi em. Ở nhà nói con gái uống uống rượu không sẽ không hay, nhưng mà người miền Tây đó giờ mình uống rượu mà không có bia mình uống gì, giờ mình phải uống rượu chứ. Uống rượu đi. Đây đi, có rượu nho. Nhà mấy hôm nay cần ngâm rượu nho nè. Nó vô Úc. Quên, ăn mồi trước. Một phần nữa thôi, phần nữa thôi em ơi. Để nướng tôm xong đi chút mình làm tiếp. Uống hết luôn, uống hết xẹo à. Thôi phần nữa rồi, nhiều quá hồi xỉn. Kiến. Lên 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 một phần nữa được rồi. Phần nữa này hả? Thôi phần nữa. Biết rồi, biết rồi. Phần nữa đói hả? Sôi cả nhà ơi. Giết rồi. Ăn giống vô như ghiền quá ha. Ăn vô uống luôn. Ngon á. Cái gì mà ngon, gió thổi máy gì đâu, mát. Trăm cái nó thổi vô không? Gió nam, người gió chứa, người gió bắc, tùm lum đủ gió thổi. Vô quá. Vô. Mời cả nhà. Có gì dùng chi cả nhà ơi. Ừ, hiểu chú thì cần có cá đại cá, có tôm đại tôm, nói chung là có gì đại nấy. Tại vì mình sống chỗ vui vẻ, mình sống an nhàn. Ủa, uống rượu ăn sôi. Đó giờ mới thấy. Cô Tư uống không? Thì em uống với anh ly luôn. À, mình giờ mình cagamen, mình uống với cagamen đi. Ông buổi sáng này mà uống kiểu này là ghiền thiệt, chứ không có giỡn chơi nha. Cần ghiền á. Mới 8 giờ. Mới 8 giờ. Không có ghiền đâu. Rồi chứ nó cử uống rồi. Chưa tới cử uống rồi làm. Rồi, đúng 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 rồi. Chưa chưa mồi màng chưa xong dứt. Này giống ghiền. Chớ này cái này ly đi cho anh Đạt đi. Ừ, cho anh Đạt đi anh. Trời ơi trời. Tôi thương tôi quá trời. Trời ơi uống đi để nữa này quay mòng mòng luôn Đạt ơi. Quay mòng mòng á. Nè. Caramel bình tư nè. Vô anh ơi. Vô. Rồi được rồi, nó đổ. Xin mời cả nhà nha. Em gắn hai cùng sôi đi Út. Nói luôn anh Hà. Ừ. Trời nó cay ông nội ơi. Tư ơi, Tư con gái cho Tư nha. Cay quá Út ơi. Cụ sao hôm nay nghe nó ngọt quá. Dạ. Yeah. Cầm giùm anh cái ly. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, cái này là cho đã. Biết mời cả nhà nha. Cagamen là với Cagamen ghiền nghề Út hiểu chứ anh Cần cũng ghiền cụ luôn. Thì Út thì hai cagamen ghiền thì đi kiếm hai diễn viên ghiền tập thể hết trơn luôn rồi, nhưng mà ngon á. Mát mát này đẩy vô nóng, nó nóng từ dân dưới luôn, ấm bao tử nghe chạy gần gần người luôn anh ha. Chưa chưa thấy cả đầu kiến kìa. Chút đi. Chút đi, còn lửa cũng ngon quá. Nó không đâm đâm ớt luôn đi Út rồi. Tự nhiên em muốn uống nữa. Chết, không có em chanh nữa. Hả? Không có chanh. Me nữa hả? Ớt me. Trời ơi, không có, em đâm chén ớt bỏ cho bằng chín, miếng bằng chín này vô nè, ngồi làm nước mắm bằng luôn. Có me đó, ừ ớt đó. Cần chi chanh. Tôm nó còn ngoe ngoải nữa cả. Này bữa nay làm ớt hiểm. Hiểm này ở trên em có cái loại mà ớt hiểm chim đó anh Cần. Ừ. Nhỏ nhỏ xíu đó. Ừ, cái đó cay lắm. Cái đó ăn trái là nổ lỗ tai luôn. Chứ ớt ba màu phun ra lửa đó. Bằng nó cũng. Bằng me đâu? Me hả? Me trong cái bọc nè. Me lấy trong nhổ luôn. Còn mấy cái trong... Để treo chén luôn kìa. Em treo ra lấy trong bọc đi. Chén treo cho đẹp. Công nhận trái ớt này nó cay.
tôm này á, bây giờ đặt phải sát sát ở trong mới được, sáng đặt. Ủa đặt xa một chút, sáng đặt sát méo quá. Thì được mấy con bự bự hả má mới ngon. Ừ. Tại vì nó cũng tùy theo chỗ, tôm bự ở, tôm nhỏ ở, cái này người ta gọi là tôm về nè. Con tôm về. Dạ gạch son không? Đặt nó gạch son không á. Con nhỏ nó gạch son không? Đặt thử. Có anh em nào, cô chú nào muốn trải nghiệm cái túp liều chanh này của mình với anh Cần không? Ngày muốn đưa mọi người ra chắc phải đầu tư lại chiếc ghe mới được. Chiếc ghe mà. Để nó mục lắm chân. Chiếc ghe mục quá. Mục quá như mình đi sợ nó sông suối rồi chở anh em đi cũng nguy hiểm gì. Ngoài này sóng dữ dằn lắm, ngoài này mỗi lần sóng là nguy hiểm. Quá trời chim nó kêu nó hót, chị dâu á, chim nó chim chị dâu nó hót nghe đã lắm. Tạm đi nó đi, lỡ rồi tôi ông nè. Nãy giờ cũng hai ly, hai ly gì rồi. Ly anh. Anh em mình cắt nửa dành chăng Đạt ơi. Ừ. Ha, nhiều quá uống nhiều quá ngồi xỉn. Nhiều quá xỉn. Chạy chút nữa đi làm tiếp. Ok. Nè, đạp trước đi. Vô. Mẹ nè. Gì? Ừ, miếng muối đi me được rồi. Thôi đăng mà em thèm. Nhậu đi, nhậu mà ăn chết à. Cả nhà. Mẹ. Mẹ với muối vô nghe, phải gần vô nghe. Gì có hai mắt me mà hả, ăn đi mẹ, ăn đi hả, không ăn thì chết à. Hả ngồi chua nội ơi, ngon lắm, buồn ngon. Để tôm với cá chín xong thì tính sao. Ôi rồi mẹ nó nhảy xong rồi. Em làm anh hết hồn quá. Ngon thiệt chứ. Trời ơi. Tôm xong. Nướng nữa đi. Nướng nó gạch nó lên tới đây luôn. Bữa nay cô Út bị dị ứng mà ông nướng tôm gì sao cô Út ăn được. Cô dị ứng. Dị ứng gì? Vậy là không bị hả? Không. Bị sao? Tối cô nói tay chân cô ngứa nổi gì đó, tưởng cô bị dị ứng ăn không được. Dị ứng tôm không được. Em đâu có bị dị ứng tôm đâu, em bị dị ứng tép. Vậy là ăn tôm được đúng không? Em ăn tôm được. Em dị ứng cua chứ, cua độc chứ, cua biển em không có dị ứng. Có thể uống nữa không? Cho em ly nữa đi, cho nóng máy rồi chơi. Ly hả? Nghe nha. Ly em với anh cưa đôi anh Đạt nha. Ủa, gì là kỳ vậy? Hả? Anh mới uống. Cũng nho, cái này cũng nho không sao đâu, uống ngon lắm. Hai chị em mình nè. Nho. Thôi vậy hai chị em đi, tôi hai này cô tôi uống trước đi. Nhà máy ăn tôm trước. Mời cả nhà nha. Nè chấm miếng muối giùm cô tôi đi. Tôi chua hả? Quá trời chua rồi. Em thấy mình thèm quá ta. Thôi làm nữa đi. Nè. Mời cả men nè. Mời cả nhà. Xin mời cả nhà luôn nha. Ôi mẹ mới ớt cả nhà ơi. Thôi. Tôm nhảy hả? Cá nhảy. Này là mắm bằng không? Bằng chấm tôm, chấm gà ăn nào cũng ngon hết. Thơm quá vậy. Bằng bằng này thơm. Cái này để đường chưa? Nó chua không mà. Để dính tí đường nước mắm. Cái mình quệt nó lại cho nó ngon thì con mới được. Ủa cái hộp bằng kìa. Ăn em ăn nó sực nó giòn ngon. Thì hôm bữa chưa ăn cái bằng. Bữa anh hái cho em mà nhưng mà nấu canh chua hết rồi.
Thèm quá trời, chảy nước miếng rồi nuốt miếng rồi tôi còn ghiết ghiết nhậu ghiết luôn rồi. Thèm quá thèm rồi. Mồi lên dĩa rồi kìa. Làm ghiết mà được. Mấy cá chín chưa ta? Chín rồi. Để anh lửa một chút nữa chín. Rồi cả nhà ơi, sớm giờ cần đặt lập lũi được mớ tàu ngầm với được dính cá rùa mề nè. Với mấy con tôm. Giờ cần giúp Hiểu làm bảy sĩ nha. Nay không ăn cơm, giờ làm sĩ trên cái chòi này nè. Cần mới xây cái biệt thự nè. Sáng lắm. Nhà lá. Biệt thự trên sông. Rồi, nay có Út tới uống quyết liệt mới được. Uống hết trà này nghỉ là vừa đó, ngủ trên này luôn em. Văn võng rồi mình ngủ trên này luôn, nó mát dữ lắm. Miền Tây mình nhậu rượu mới đúng bài chứ nhậu đúng bia rồi. Sao mà đúng. Bia đôi lúc thì cũng phải uống tùy theo món. Đúng rồi. Vô. Chúc mừng ngày gặp lại, ngày Út Hiểu gặp lại nha. Rồi xin mời cả nhà gia đình nha. Uống nữa thôi Út ơi, đừng nhiều nhiều quá, ngâm nhi đi, chỗ này mát lắm, ngủ cho đã. Sáng giờ gói xôi quốc cũng 3-4 ly rồi chứ ít. 3-4 ly rồi, xây sẵn mặt mày rồi. Có gói xôi đó. Em ăn cái gô không? Ăn. Nè cái gô nè, em ăn đầu đi, ăn cái đuôi, đuôi đi. Có trứng kìa. Không, không sao đâu. Cái gô này nướng ngọt lắm. Anh nhẹn cái gô ra. Trời ơi thịt rồi nè. Thịt nè. Cái gô động thịt dẻ ghê, anh nướng nãy giờ lâu quá. Có hai loại nước chấm nè. Một là nước mắm bằng, hai là muối ớt. Em muốn chấm gì ăn đấy. Mình chấm muối ớt luôn đi. Muối rồi. Mời cả nhà gia đình nha. Ngon. Ngọt ha. Ngủ ngọt đâu. Ông Hiểu mời cả nhà có trường. Lột cái da nó hơi bông này. Ừ, nó ngọt. Phải dính nhiều nhiều đỡ mấy nay thất rồi cả nhà ơi. Tại nãy em để cái lợp nó trên hả? Ừ, nó trên bờ, nó vô trong cạn quá. Nãy em đặt sâu sâu rồi. Cần xin mời cả nhà gia đình nha. Cái ghe của mình sống nó đánh. Ừ, cái xuồng gạt cái luôn kìa. Ừ, sông lớn. Nè, em ăn tôm càng hôi được. Nè, để em ăn tôm càng hôi để anh cũng làm con tôm cả nhà. Trước đây là xuống Anh Cần là không có gì ngoài tôm. Tôm, cá. Ủa, nướng kiểu gì mà càng đơ hay ha. Nào không sức luôn mà. Văn trong nước rồi nướng, nướng nó vậy nè em ơi. Nướng nó vàng tôm mà nó ngon mà đặc, nó chắc thịt dữ dằn. Nè cả nhà thấy không? Nè. Tôm thịt đỏ ao luôn nè. Đỏ từ trên đỏ dưới luôn. Tôm xong ăn chắc luôn. Mình lột cái đi mình vàng làm ly nó nghe Út. Tay anh sao cũng bung quá trời. Nửa ly. À, nửa ly đi. Thiếu hả? Thiếu. Nước mắm bằng em chấm nước nào cũng ngon mắm bằng này không? Này, cần xin mời cả nhà nha. Nước mắm bằng ăn nó cái hộp nó sực 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 ngon lắm. Mà có nước mắm mà chấm với mình bỏ một tí đường dằn lại. Nó thơm dữ lắm. Vô cái nước nha. Thơm. Vô. Vô. Mời cả nhà nha. Cay quá. Rượu nho này uống nó bổ. Nó ngọt. Ngọt uống bổ dễ uống. Này anh ngâm lâu rồi. Anh ngâm ở nhà nhiều nhiều loại rượu lắm, rượu nhào này, rượu tỏi này, rượu nho nè. Cái nhào là anh thấy mình đi tiệc cái đường đó. Ừ, nó nhức mỏi em. Nó rất là nhức mỏi. Thơm nè. Nhàn. Út xuống đây ghiết mập luôn Út ơi. Em đừng đi đâu xa chứ, ở bên đây xuống anh hoài đi. Ở bên anh đi, nữa ít hôm nữa anh sắp xếp thời gian lên em. Út Hiểu mời cả nhà. Càng xin mời cả nhà gia đình nha. Mọi người cũng yêu cầu lên có Út nhiều lắm á. Ừ. Ít hôm nữa anh sắp xếp thời gian lên em. Tại anh Cần thì nói chung là anh Cần với Đạt mỗi người có mỗi công việc riêng đó cả nhà. Nói chung là Cần với Đạt cũng hơi bạn cả nhà ơi. Cần với Đạt sẽ sắp xếp thời gian lên Út. Không sớm quý bà con cô bác anh chị em nhớ đón xem nha. Cần với Đạt sẽ lên. Ít hôm nữa. Ờ, nó hợp bằng, nó dài, nó thật. Em ăn nó thấm vô trong con tôm ngon dữ vậy. Mà nó hợp bằng em ăn nó làm sực, sực sực mà nó giòn vô hú hả. Nó thấy không? Cắn giòn. Em thấy chả bằng nó tự nhiên là ngon nhất. Nước mắm bằng là vô địch rồi. Ừ. Tự nhiên là đẹp, vừa đẹp vừa ngon. Mà nó tự nhiên nó không có thuốc sâu xia chứ. Đẹp dữ vậy. Nó cũng có sâu nữa. Tại không có thuốc sâu nó mới thật, phải có sâu mà. Nó có sâu nhưng mà người ta không có chịu thuốc sâu vì nó mọc hoang dã tự nhiên mà nhiều lắm.
cái này mới gao cần ống nè, cần hái nhà đem theo nè, chấm những mắm mặn, trời ơi tuyệt vời. Cái tàu ngầm này cái đầu nó phải bỏ luôn không cần? Cái đầu nó bỏ. Này con thấy 2-3 kg á, con ừ, con bự á. Con bự. Nếu như mà mấy con mà ở ngoài tự nhiên thì không biết nha. Nhưng mà mấy con mà ở trong hầm á lâu năm á là nó khoảng 5-6 kg á. Ừ đúng rồi. Ở tự nhiên thì ở đây anh săn bắt á nó ít lắm. Nó chừng ký gử có nửa ký có 800 g đủ lại. Cũng như nó bự nữa là nó không có. Nào vô qua. Vô. Rồi, cảm xin mời cả nhà gia đình nha. Từ. Nó ngọt ha. Ngọt. Gụ nho này. Gụ nho. Gụ nho ngọt ngọt uống này uống xỉn không hay luôn á. Ừ, nó dễ xỉn. Nó dẫn lắm á. Nó hay lù dẫn lắm. Với lại gù linh lăng đồ á. Em yên tâm đi, cái chòi của anh này em ngủ thôi má vô tư mát dữ dằn lắm. Không cần máy lạnh nha. Ngủ hẳn cẳng. Ừ. Ừ, tôm gạch. Rồi để em bẻ thử con tàu ngầm, thử đi. Mang tàu ngầm đi. Bẻ làm hai cái mới ngon. Thử. Ừ. Thịt nó trắng bông mà. Đừng chê nghe, tàu ngầm ngon lắm á. Nó thơm, nướng nó thơm hơn là luộc xả nữa ra. Luộc à, nướng là ngon nhất mà ăn hơi nóng nóng, cái này còn nóng nè. Chứ ăn nguội nó sẽ bị tanh. Ừ. Nè, cái em lột cục thịt nó ra luôn nè. Ngon, con ngựa ngon. Ừ, nó ha. Hiểu mời cả nhà tàu ngầm. Tàu ngầm nướng, tàu ngầm nướng trong tiền. Tàu ngầm nướng trên tấp liều chanh. Kìa, cho anh Đạt với chị Tư miếng đi. Cái mẹ ơi, nè, hôm nay mình chia nữa hai lần sau cũng được, cắt nữa dần chăng hay sao cũng được. À, uống nguyên luôn cũng được. Uống đi, thằng uống lần khó không ơi. Rồi, lần uống lần khó à. Vô. Rồi, vô, ok. Rồi, để tôi lột cho gà men miếng mới tàu ngầm nha, miếng. Tôi nhậu nữa không Tư? Nhậu bia từ chối chứ nhậu rượu là không từ chối. Ừ, quá đã. Không mà rượu nho này uống ngon. Nó ngon ngon còn ngọt còn ngọt. Dạ đúng rồi. Đó, cả nhà thấy không, nướng rồi cá là tự nhiên. Trời ơi. Đó. Cá tự nhiên nè. Để tôi lột gà gà men miếng thịt chấm ớt. Nó còn nóng con cá này, em ăn nó ngon dữ dằn lắm. Đúng rồi. Nó nóng cá. Cá này nguội, tại cái con cái đậu của nó nguội là ăn nó sẽ bị tanh. Bỏ chén này, bỏ chén này cần. Đó, mời cà men nha. Hai đứa mình ăn chung ha cô Tư. Dạ. Nước mắm mặn với ớt ăn nào cũng ngon chứ. Cái nào món nào. Nước chấm nào ngon. Quá ngon. Nó ngon lắm. Tàu ngầm á, tàu ngầm có con này nè. Cả nhà biết sao, dính con nhỏ mình ăn nó không ngon. Cái con bự á, thịt nó nhiều, nó chớ như cái gà vậy đó. Trời ơi, đừng có thị trường nó ha, ngon lắm á. Mà mình nướng, nướng được. Ê, gót, gót cho cô Tư ly coi. Rồi rồi, đây, tôi đang lột ngồi nè. Nhiều bạn nói là tàu ngầm này ăn là dơ rồi này kia. Đâu có, ngon lắm. Tàu ngầm nó ăn gông không mà Úc ơi, có không anh? Đúng rồi, nó ăn gông không à. Nhưng mà nhiều người, người ta kỹ, người ta không ăn á. Ờ, kệ đi mà. Mà hai mấy anh em mình ăn bình thường. Trong nước mình là cái này ngon mà. Ừ. Trong nước mình ăn nói chung là dính cái gì thì mình ăn ấy. Mình làm nghề bà cậu mà đâu mà mình đâu có mà bà cậu đãi sao mình ăn vậy, với mình đòi hỏi là nó không có đâu, ít lắm. Dạ. Đòi hỏi không có. Ví dụ như mình bữa nay mình đặt dính cá bóng hay cá lồng tông gì đó, mình cũng phải ăn cá bóng cá lồng tông. Dạ. Hoặc là ví dụ như tôm này kia thì mình cũng ăn tôm này kia rồi đó. Dạ. Nè, xin mời. Vô. Mời cả men nha. Anh vô. Chị thôi. Vô em xin vô mời anh gần. Okay. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà nha. Ăn thịt cá nữa đi. Ngon quá. Phải uống hai chập nữa mới được. Tàu ngầm này. Đây đây. Em xin phép ăn miếng dưa leo em bóc luôn nha. Rồi bóc đi. Để lộn tôm cho cả men này. Mời cả nhà ăn dưa leo nha. Đâu cô Tư con tôm đi. Con tôm nè. Uống được không? Anh với Út nè. Đây ly nè. Út uống được lắm mọi người. Ừ, đừng quảng cáo vậy. Tỉnh hồi nào không hay.
Út không biết nhậu dạ, đâu nha. Dạ, cảm ơn anh Đăng nha. Rồi. Đây em cầm giùm em cả nhà ơi. Đó. Gũ gỗ mà cô gót vậy không nè. Rồi cô nói cô uống. Vô. Vô đó. Mời cả nhà. Cô không biết nhậu nha, vậy không đó. Nhậu. Ồ chiến mưa đang hù lùi nữa. Ừ, cái đó hồi mưa á. Mưa này là mưa lớn không em? Hết luôn nè anh. Đó, không biết nhậu. Uống đâu biết nhậu đâu. Uống hết luôn không? Mình uống rượu mình đừng coi nó là rượu là nào là nó dễ uống hả? À. Không, có. Mà cái này rượu ngon nó dễ uống thiệt. Coi như nước. Nó ngon ngọt dễ uống lắm. Rượu ngon dễ uống được. Dễ uống lắm, mà nó uống nó có cái hậu. Con hậu nó ngọt còn ngọt. Ở cả nhà gia đình thân yêu ơi, cần giúp nghĩa uống hết trơn rượu. Chỉnh luôn à. Văn mưa giọng ngủ được quá mệt. Cần kính chúc cả nhà gia đình yêu mình sức khỏe giàu nha, gặp nhiều may mắn cho cuộc sống. Giờ thôi cần chuẩn bị văn giọng ngủ được. Hẹn tất cả gia đình thân yêu ở những clip sau nha. Chào cả nhà.